Xin chào các bạn đến với Săn Sale và Đánh Giá. Sự kết hợp giữa Realme 10 Pro Plus và Realme 10. Bùm một cái, chúng ta có Realme 11 Pro với cái thiết kế thực sự với các bạn, nó cao cấp, nhìn nó phê dã man luôn anh em ạ. Mình thấy như thế này, cái sự nâng cấp từ Realme 10 Pro lên Realme 11 Pro thực sự là anh em hết tức chấm anh em ạ. Đây, đầu tiên các bạn thấy này, với cái cụm camera, anh em thấy đi, nó có khác biệt không? Camera này nhá, nhìn nó rất là hầm hố. Cái này thì tùy theo cảm nhận của từng bạn thôi, nhưng với cá nhân mình thì với Realme 11 Pro nó vẫn sẽ có một cái gì đấy điểm nhấn ở trên cái cụm camera này. Và cái điểm nhấn thứ hai, thay vì chúng ta có một cái mặt lưng bằng nhựa bóng như thế này, nó rất dễ để lại mồ hôi và dấu vân tay. Và cái thứ hai là nó trông khá là ọp ẹp nha. Và chúng ta sẽ có một cái mặt lưng làm bằng giả da, nó không bị ộp ẹp giống như là Realme 10 Pro đâu. Các bạn có thể xem qua một chút về thiết kế các cạnh này. Ở bên phải của chúng ta đều có nút tăng giảm âm lượng. Và với Realme 10 Pro, cái bảo mật vân tay sẽ tích hợp cùng nút nguồn nha. Trong khi với Realme 11 Pro, cái bảo mật vân tay nó sẽ ở dưới màn hình giống như là Realme 10 Pro Plus các bạn ạ. Mình sẽ mở cảm biến vân tay tích hợp cùng nút nguồn cho các bạn xem này, trên 10 Pro nha. Được, mình mới lại đã. Lại này. Đó. Có một cái vấn đề là cái nút nguồn này nó hơi bị lõm vào một tí. Đây các bạn nhìn. Khi mà các bạn có chạm vào thì cảm giác nó hơi bị khó chịu một chút thôi. Ok chưa? Chúng ta đến với cạnh bên trái của chúng ta. Khe để SIM trong Realme 10 Pro là ở bên tay trái, thì Realme 11 Pro nó lại nằm dưới các bạn ạ. Phía trên của chúng ta có mic này. Với cái loa trên Realme 10 Pro ấy, nó sẽ được tích hợp cùng với cái khu vực đàm thoại ở đây. Và với 11 Pro chúng ta sẽ có cái khu vực loa riêng nha, ở phía dưới của chúng ta. Có một cái điểm mà Realme 10 Pro có trong khi 11 Pro không có, đó là về jack cắm 3.5. Còn lại vị trí thì nó cũng tương đồng nhau các bạn nha. Loa này, chân sạc Type-C, mic, rồi là đây, khe để SIM. Và rất là tiếc anh em ạ, với Realme 11 Pro hiện tại không thể nhận SIM Việt Nam anh em ạ. Đợt này có vẻ Realme làm khá là chặt về cái vấn đề liên quan đến hàng xách tay. Và các bạn nhìn thấy cái sự khác biệt thứ hai, đó là về cái khung. Mặc dù đều bằng nhựa thôi nhưng mà về cái thiết kế nó có sự khác nhau nha. Một con là theo cái kiểu vuông vức, một con là nó bo cong. Theo như mình cầm nắm ấy, thì mình thích cái trải nghiệm cầm nắm ở trên Realme 11 Pro hơn. Nó cầm rất là thoải mái nha. Thứ nhất, con này không chỉ là có mặt lưng cong đâu, mà trọng lượng nó nhẹ hơn một chút xíu. Và các bạn có thể nhìn ngắm lại một chút về thiết kế trong Realme 11 Pro, thực sự nó quá đẹp luôn anh em ạ. Nếu như các bạn muốn nhìn kỹ hơn về cái sợi chỉ đây, thì có thấy này, nhìn nó rất là ối dề đúng không? Một cái gì đấy cực kỳ phê luôn. Và mình đánh giá tầm khoảng 6 triệu Realme 11 Pro là một sản phẩm có thiết kế 10 trên 10 luôn anh em ạ. Chúng ta quay trở lại đến mặt trước nào. Một sản phẩm nó là màn hình cong và một sản phẩm là màn hình phẳng. Tuy nhiên các bạn thấy về cái khung viền nha, Realme 10 Pro là một sản phẩm thực sự có viền trái viền phải, kể cả viền trên nó vô cùng mỏng, thậm chí là mỏng hơn cả iPhone. Và anh em nhìn cái cằm này, quả cằm thì nó cũng hơi dài một xíu thôi, thực ra cũng dài lắm ý, chứ không phải hơi dày đâu. Và đây à, khi mà các bạn nghiêng đi một chút, các bạn sẽ có một cái quả màn cong trong Realme 11 Pro rất là đẹp luôn. Anh em nào mà thích quả màn cong như thế này thì thực sự là chọn con này là đúng bài luôn. Còn trường hợp mà anh em muốn một sản phẩm màn nó cũng cong mà giá nó rẻ hơn thì có thể cân nhắc vào Realme 10 Pro Plus. Em này màn cong nhưng mà về cái hiển thị màu sắc các bạn thấy này, thì nó ngả vàng khá là nhiều. Về cái cụm cam selfie thì mình thấy cái độ lớn ý, nó cũng khá là tương đồng nha. Như vậy các bạn thấy về thiết kế nó đã có sự nâng cấp rất là nhiều rồi. Chúng ta đến với cái sự nâng cấp thứ hai, đó là về màn hình các bạn ạ. Cái tấm nền trang bị trên Realme 10 Pro là IPS LCD, trong khi với Realme 11 Pro là AMOLED các bạn nha. Cả hai đều trang bị cái tần số quét là 120Hz. Và với kích thước màn hình nó rơi vào khoảng trung bình nha. Con này là 6,7 inch, còn Realme 10 Pro là 6,72 inch. Các bạn nhìn bình thường thì nó cũng không có gì khác biệt nhiều đâu. Và mình sẽ mở cho các bạn xem về một cái chất lượng hình ảnh để các bạn đối chiếu này, Realme 10 Pro và Realme 11 Pro. Đợi một chút. Cái sự khác biệt thực sự là nó một trời một vực các bạn nhá. Đây là các bạn đang nhìn theo cái kiểu mà nhìn thẳng,
thì thấy là với Realme 11 Pro nó có tươi hơn và nịnh hơn đúng không? Và cái sự khác biệt thứ hai giữa AMOLED và IPS LCD. À, các bạn nhìn đi, nó khác biệt hơn chưa? Trong khi mà mình có nghiêng kiểu như thế này thì Realme 10 Pro nó chuyển sang một cái màu gọi là hơi hơi tím. Đấy, còn với Realme 11 Pro các bạn thấy màu sắc còn rất là ngon nha. Đấy, tấm nền xịn xò hơn mà. Và kể cả khi mà các bạn có để độ sáng maximum này, Realme 10 Pro nó chỉ có độ sáng tối đa nó lên được khoảng 680 nit. Còn với Realme 11 Pro độ sáng pick lên có thể được là 950 nit. Các bạn nhìn chói hẳn đúng không? Mình sẽ giảm sáng một xíu để tầm khoảng 70% thôi. Realme 10 Pro cũng thế, 70%, nhìn tối hẳn luôn. Chúng ta cùng nghe một chút về cái chất lượng âm thanh ở trên cái sản phẩm này. Và mình thấy nó có thực sự cải tiến rất là nhiều nha. Nói chung đợt này mình thấy Realme 11 Pro nó có sự nâng cấp cực kỳ hợp lý và đáng đồng tiền. Đầu tiên là âm thanh trên Realme 11 Pro này. Ok chưa? Chúng ta đến với sản phẩm thứ hai là Realme 10 Pro. Đấy. Mình so như thế để các bạn thấy sự khác biệt Realme 11 Pro này. Âm bass trên Realme 11 Pro nó dày hơn rất là nhiều rồi. Cái thứ hai, âm lượng Realme 11 Pro nó cũng ngon hơn nha. Và mình thấy âm lượng nó cũng khá là tương tự so với Realme 10 Pro Plus các bạn ạ. Thế mình mới bảo là với Realme 11 Pro nó có sự kết hợp giữa Realme 10 Pro Plus và Realme 10 Pro các bạn. Xét cái chất âm này thì mình thấy nó không phải là một chất âm hay ở trong tầm giá. Tầm tiền này nó sẽ có nhiều sản phẩm mang lại cái chất âm nó ngon lành hơn. Có một cái điều mình khá là tiếc đó là về cái trải nghiệm gaming. Nó đơn giản là hỗ trợ về các tựa game. Với Realme 10 Pro này các bạn sẽ trang bị con chip là Snap 695, còn 11 Pro là Dimensity 7050. Các bạn nghe rất là kêu đúng không? Một con số mà 7050 mà thực ra nha, cái xung nhịp rồi là CPU ấy, nó không có sự khác biệt so với sản phẩm Dimensity 1080 mình đang cầm đây đâu. Realme 11 Pro Plus mình thấy với tựa game Liên Quân nha, thì với Snapdragon 695 vẫn cho một cái trải nghiệm nó được mượt mà hơn và ngon lành hơn. Trong khi với Dimensity 7050 trên Realme 11 Pro thì mình thấy trong quá trình chơi, mặc dù là giật lag không có thôi, nhưng mà về FPS trung bình thì mình thấy Realme 11 Pro nó không được đẹp bằng so với Realme 10 Pro. Cái thứ hai, về hỗ trợ chơi game, mình có test thử cái tựa game là COD nha. Realme 10 Pro có thể hỗ trợ được cái đồ họa là cao và 60fps, trong khi với Realme 11 Pro nó chỉ có thể hỗ trợ thời điểm này thôi là cao và 40fps các bạn ạ. Đó là giới hạn trên con chip Dimensity 7050. Và với điểm số AnTuTu mình chấm được, mặc dù Dimensity 7050 nó cao hơn nha, 545.000 điểm Realme 11 Pro, còn Realme 10 Pro nó chỉ rơi vào khoảng 414.000 điểm thôi. Call of Duty mình thấy nhiệt độ trên Realme 10 Pro nó có nóng hơn các bạn nha. Nó rơi vào khoảng đâu đó là hơn 43 độ cho khoảng 18 phút chơi. Trong khi với Realme 11 Pro, thời gian mình chơi cũng khoảng 20 phút ấy, nhiệt độ nó chỉ rơi vào khoảng 42, gần 43 độ thôi. Nâng cấp tiếp theo là về RAM. RAM trong Realme 10 Pro tối thiểu nó đã là 8GB rồi, trong khi với Realme 10 Pro các bạn chỉ có RAM là 6GB thôi các bạn ạ. Bộ nhớ trong là 256, con này 128. Tiếp theo chúng ta có camera để xem về cái độ phân giải tối đa có thể quay được nha. Realme 11 Pro các bạn có thể quay tối đa là 4K và 60fps, rất xịn sò. Realme 10 Pro các bạn có thể quay video với độ phân giải tối đa là Full HD và 60fps mà thôi. Cả hai sản phẩm này đều có cam selfie với độ phân giải là 16 chấm nha. Thì các bạn nhìn, con nào nó cho lại cái chất lượng ok hơn. Các bạn nhìn như thế này thôi thì rõ ràng thấy với Realme 11 Pro nó cho cái khả năng cân bằng trắng ngon lành hơn đúng không? Chế độ đầu tiên khó ăn nhất là chế độ ban đêm. Mình thấy Realme 11 Pro nó cho khả năng cân bằng trắng xử lý ngon hơn nha. Và các bạn có thể thấy cái chữ là vàng kim dung ấy, 10 Pro nó đã nhòe đi rất là nhiều, trong khi với 11 Pro các bạn thấy còn giữ nguyên chi tiết rất ngon lành. Chụp cam selfie cái độ chi tiết tất nhiên hai máy không có nhiều rồi, nhưng mà về cái độ chân thực thì Realme 11 Pro nó vẫn ngon hơn. Trong khi với 10 Pro thì các bạn thấy cái da thì nó xử lý khá tốt nha, nhưng mà nó xử lý quá đà,
nhìn nó cũng hơi một tí. Đây là cam chính chụp với độ phân giải 100 chấm và 108 chấm ở trên hai sản phẩm này, khá là tương đồng đúng không các bạn? Tuy nhiên, mình thấy Realme 10 Pro ấy thì nó cho cái tông màu nó rực hơn. Điểm các bạn thấy rõ ràng nhất là khu vực tán lá này. Realme 10 Pro nó xử lý HDR hơi quá đà các bạn ạ. Chúng ta chuyển sang một cái cam là cam zoom 2x. Thực tế Realme 10 Pro các bạn sẽ có chế độ mặc định là cam zoom 3x, mình có chuyển sang 2x đấy. Thì về cái xử lý HDR vẫn tương tự như là cam chính thôi. Realme 11 Pro nó xử lý nhẹ nhàng hơn. Rồi, chúng ta chuyển đến với quay video. Cả hai sản phẩm này mình có quay video với độ phân giải là Full HD và 60fps. Và các bạn thấy cái khả năng chống rung ở trong Realme 11 Pro ấy thực sự là nó rất tệ các bạn nha. So sánh với Realme 10 Pro, con 10 Pro này còn chống rung tốt hơn các bạn ạ. Xử lý màu sắc trong quay video, mình thấy Realme 11 Pro nó có tươi hơn và có độ chi tiết hơn nha. Tiếp theo chúng ta đến cam selfie với ánh nắng rất đầy đủ. Realme 10 Pro cho chúng ta cái màu nó thiên vàng khá là nhiều nha. Realme 11 Pro nó lại khác, màu tươi hơn. Đổi lại các bạn sẽ thấy cái màu da xử lý không được quá ngon nha. Nâng cấp tiếp theo là về công suất sạc. Realme 10 Pro chỉ có công suất sạc là 33W thôi. Và Realme 11 Pro chúng ta sẽ có công suất sạc được nâng lên là 67W. Và dung lượng pin giống nhau, đều là 5000. Đây là mình đang so sánh giữa hai sản phẩm thuộc thế hệ liên tiếp nhau nha. Còn nếu như các bạn thích mình so sánh giữa Realme 10 Pro Plus và Realme 11 Pro cũng đều được thôi. Nhưng mình thấy thực sự so sánh gọi là nâng cấp đáng kể thì nên so sánh hai sản phẩm này là hợp lý hơn. Nói chung là ngon anh em ạ. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Về mức giá rẻ nhất Realme 10 Pro và Realme 11 Pro mình sẽ để đường link ở phần mô tả và bình luận ghim. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.